Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Các bạn thân mến, nếu bạn thuộc những con giáp này thì ngày 13 tháng 12 âm lịch sẽ ngày càng may mắn trong tháng của bạn. Bước sang ngày 13, các bạn sẽ gặp được thời điểm vàng để thành công, thiên thời địa lợi nhân hòa. Trong ngày hôm nay, bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Nếu làm việc chăm chỉ, bạn sẽ được cấp trên cất nhắc đề bạt. Gia đình bạn cũng sẽ đột nhiên êm ấm, hòa thuận đến lạ thường. Mọi mâu thuẫn rạn nứt từ trước đến nay sẽ được hóa giải. Hơn nữa, trong ngày hôm nay, túi tiền của bạn sẽ rủng rỉnh hơn ngày thường. Bạn sẽ dễ nhận được những khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Và đó là những con giáp Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Dậu. Các bạn hãy kiểm chứng xem có đúng không nhé. Tuổi Sửu. Chính quan soi đường chỉ lối, người tuổi Sửu dễ dàng gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp. Sự cố gắng nỗ lực của bạn trong suốt thời gian qua đã được trả công xứng đáng. Nay là lúc bạn thoải mái tận hưởng thành quả của mình. Với người làm lãnh đạo, bạn tìm ra những định hướng đúng đắn, giúp tập thể nhanh chóng giải quyết khó khăn và hướng tới những mục tiêu mới. Càng lắm lâu, bạn lại càng trở thành một người đức cao trọng vọng, nhận được sự khâm phục của nhiều người. Nếu có việc cần thiết phải đi xa trong hôm nay, bạn có thể đi về hướng Nam để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Tây để gặp Tài Thần, đồng thời xuất hành vào giờ Hoàng Đạo để có được may mắn và thuận lợi hơn. Chuyện tình cảm trong ngày gặp đôi chút khúc mắc, tâm tính bản mệnh có nhiều biến động, bạn có xu hướng đặt công việc lên trên tình cảm, đôi khi hành xử quá khô khan, cộc cằn khiến chuyện tình cảm gặp trở ngại, nhân duyên giảm sút. Tình hình sức khỏe của người tuổi này tương đối tốt, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng. Có thời gian nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè sẽ giúp tinh thần phấn chấn hơn. Để đứng công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Sửu nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu của phong thủy Sa Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Sửu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Dần. Theo tử vi ngày 13 tháng 12 năm 2022 âm lịch của 12 con giáp, thực thần nâng đỡ, người tuổi Dần làm các công việc tự do sẽ nhận được một khoản tiền công, tiền lời lãi hậu hĩnh. Bạn khẳng định được giá trị bản thân nên lúc nào khách hàng, đối tác cũng đến tấp nập. Tuy nhiên, dù mọi chuyện có tiến triển thuận lợi đến mấy, bản mệnh cũng cần cẩn trọng trước nguy cơ, những khả năng thực dụng tiếp cận mình. Nếu chú ý để tránh các hiểm họa ngay từ đầu thì bạn hoàn toàn có thể bảo toàn số tiền mình làm ra, không lo thất thoát. Mộc khắc thổ, tiếc là chuyện tình cảm của con giáp này lại không quá êm đềm. Bạn thường xuyên mâu thuẫn với người thân vì những chuyện nhỏ nhặt. Đã đến lúc bạn hạ cái tôi của mình xuống, không tiếp tục coi mình là trung tâm của vũ trụ. Tuy nhiên, sức khỏe trong ngày không được thuận lợi cho lắm. Có hung tinh chiếu mệnh khiến thể trạng sa sút, tuổi Dần có thể chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, dẫn đến mệt mỏi về cơ thể, chán ăn, rối loạn giấc ngủ. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên cẩn thận khi đi lại, đề phòng tai nạn và vấp bị thương. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mão. Xem tử vi ngày 13 tháng 12 năm 2022 âm lịch tuổi Mão, người tuổi này đón một ngày vượng vận khí, mọi việc trôi chảy, khó khăn trước đó gần như đều được tháo gỡ kịp thời. Tháng này rất thích hợp để mưu đại sự, nếu đang có sẵn kế hoạch ấp ủ, bạn có thể lựa chọn thời điểm này để triển khai. Được lục hợp che chở, vận quý nhân trong ngày khá là vượng, con giáp này được giúp đỡ ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Chính vì thế, hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt, bản mệnh cũng chủ động, xông xáo nhận việc nên được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, bạn cũng không nên tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn khi đang có lợi thế hơn người. Tin vui về đường tình duyên cũng sẽ tới với con giáp này nếu chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để Mão gặp được người tâm đầu ý hợp, tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận. Sức khỏe không phải là vấn đề bạn cần lo lắng trong hôm nay khi tuổi Mão cảm thấy khá sung sức, đủ tỉnh táo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như công việc. Thế nhưng bạn chớ nên chủ quan mà lơ là việc chăm sóc cơ thể. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ.
Thiên tài chiếu mệnh người tuổi Tỵ có một túi tiền rủng rỉnh trong hôm nay. Nếu bạn đã dành nhiều thời gian cho các công việc làm thêm trong suốt thời gian qua, thì nay là lúc bạn được tận hưởng thành quả xứng đáng. Với người làm kinh doanh, những mối đầu tư tưởng chừng không mấy khả quan trước đó bỗng dưng đem tới cho bạn một khoản lời lãi lớn lao. Nhờ vậy, khả năng tin tưởng hơn vào bản thân và bắt tay vào thực hiện thêm những kế hoạch mới. Hỏa sinh thổ, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng có những dấu hiệu phát triển đầy triển vọng. Dường như người bạn thầm mến đã lâu có dấu hiệu chấp nhận tình cảm của bạn. Vì thế hôm nay là thời điểm chín muồi để bản mệnh bày tỏ. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Ngọ. Tiếp nối tử vi ngày 13 tháng 12 năm 2022 âm lịch, tam hợp nâng đỡ, người tuổi Ngọ nhận được sự chỉ dẫn của quý nhân nên mọi việc tiến triển thuận lợi, thậm chí dù phải tiếp xúc với công việc mới đi nữa, bạn cũng nhanh chóng bắt được vào guồng quay. Với người làm kinh doanh, hôm nay là một ngày hốt vàng, hốt bạc của bản mệnh. Con đường mới mà bạn mở ra đang đem lại hiệu quả tích cực. Bạn không những làm giàu cho chính bản thân mà còn làm giàu cho cả những người tin tưởng và đi theo mình. Hỏa sinh thổ, còn độc thân sẽ rất đào hoa trong ngày hôm nay. Mệnh chủ có cơ hội tham gia vào nhiều buổi giao lưu, gặp gỡ và gặp được một người tâm đầu ý hợp với mình ở ngay đây. Hãy chủ động kéo gần khoảng cách với đối phương nhé. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu. Tam hội xuất hiện, người tuổi Dậu làm việc gì cũng nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Nhờ vậy bạn cảm thấy sự tự tin hơn và sẵn sàng đối diện với thử thách. Hôm nay có cơ hội, bạn sẽ chạm tới thành công, chuyện làm ăn cũng tiến triển suôn sẻ bởi bản mệnh gặp nhiều đối thủ xứng tầm. Sự cạnh tranh không khiến bạn cảm thấy căng thẳng mà ngược lại, truyền động lực để bạn không ngừng tiến về phía trước, cuối cùng trở thành người chiến thắng. Thổ sinh kim, mối quan hệ vợ chồng hài hòa, tốt đẹp cũng khiến bạn cảm thấy rất hạnh phúc khi đến già. Gia đình chính là động lực lớn nhất giúp bạn cố gắng hết mình trong sự nghiệp, hoàn thiện bản thân và đạt được nhiều điều mình mong muốn. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Dậu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 12 năm 2022 âm lịch, tức thứ Tư ngày 4 tháng 1 năm 2023 dương lịch, là ngày Nhâm Tuất tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày Nhâm Tuất thuộc hành thủy khắc hành hỏa, đặc biệt là tuổi Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành hỏa cục, xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuổi Thìn. Các tuổi bị xung khắc với ngày là Bính Thìn và Giáp Thìn. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!